Hi, xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về hóa thành ngày lợi nha các bạn. Thì hôm nay mình nói về cách đọc tên axit có oxy. Ví dụ để cho các bạn biết phân biệt axit là gì. Ví dụ như HCl, đây là axit bởi vì trong đó có H nhớ. Tiếp theo H2SO4, đây là axit bởi vì trong nó có H, được chưa? Thì các bạn nhìn vào axit đầu tiên nè, có oxy không ạ? Không có oxy, không có oxy. H axit thứ hai nè, các bạn nhìn thấy có oxy không ạ? Có oxy, vậy là axit có oxy, được chưa ạ? Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách đọc axit có oxy. Axit nào có oxy thì có oxy có hai trường hợp, đó là nhiều oxy. Thì đọc như sau các bạn, đó là axit nè, cố gắng, axit là một loại chất rất nguy hiểm nên khi đọc axit luôn luôn phải có từ axit cộng tên phi kim cộng IC, nhớ giúp mình. Ví dụ như H2SO4 đọc là gì ạ? Axit nè. Tên phi kim S đọc là lưu huỳnh, nhưng mà ở đây mình đọc là sulfuric, kim IC nè các bạn hiểu không ạ? Tiếp tục ví dụ như HNO3 đọc là axit ni. Ví dụ H3PO4 đọc là axit gì ạ? Phosphoric. Được chưa ạ? Tiếp theo cái dạng thứ hai đó là axit ít oxy. Cái cách đọc như sau. Nhớ luôn luôn có từ axit cộng tên phi kim cộng ơ. Ví dụ thì ở đây chỉ có duy nhất một thằng các bạn cần nhớ, đó là H2SO3 đọc là axit sulfuro. Vậy đối với axit có oxy, các bạn cần nhớ những axit nào? Thứ nhất đó là axit sulfuric, axit nitric, axit phosphoric và axit ít oxy. Các bạn nhớ axit sulfuric. Đây là bốn axit phổ thông cơ bản nhất các bạn buộc phải nhớ để giải quyết những cái bài toán liên quan về gọi tên cũng như là phân biệt đâu là axit, đâu là base, đâu là muối, đâu là oxit, vân vân và vân vân. Ok chưa? Rồi, thôi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong quá trình hướng dẫn. Có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment giúp mình để mình khắc phục những đoạn clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Xin cảm ơn. Bye bye.